You can laugh, Luna said, her voice rising, apparently under the impression that Poverty and Lavender were laughing at what she had said rather than what she was wearing. Ơ, ừ, ờ, các, uh, các chị có thể cười đi, cứ cười đi, Luna nói và giọng nói của cô ấy ngân lên, đúng không? vang lên. Tức là nó đang thể hiện sự giận dữ, uh, nó dướn giọng lên thôi. Rồi có vẻ là dưới cái... Um, dưới một cái nhận thức rằng Poverty và lavender đang cười về cái what she had tức là cười về cái đồ vật cô ấy đang cầm trên tay ấy, thay ah à, sorry cười về cái thứ mà cô ấy đã nói thay vì là cái thứ mà cô ấy đang mặc à, impression ở đây là ấn tượng nhưng mà nó còn có nghĩa là kiểu như cái, cái 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 mường tượng hoặc là cái ý niệm đấy và đây là kiểu trong một cái ý niệm đúng không một cái hiểu biết nhận ra cái việc đấy cười về cái thứ mà cô ấy đã nói Thay vì cái thứ mà cô ấy đang mặc But people used to believe uh, There were no such things Nhưng mà mọi người thì thường Sorry, mọi người trước đây đã từng Tin rằng không có những thứ như thế à, Những cái thứ như kiểu là Bibbling, hummiger Hoặc là crumble, horn, store cake. Đấy, người ta đã từng tin Rằng không có những thứ như thế yeah. No such things as Thì đấy, cái từ as này này Nó giống từ like không có những thứ như là những những cái kia. Well, they were right, weren't they? Said Hermione impatiently. Uh, there weren't any such things as những cái thứ này. Ờ, họ đúng mà, có phải không? Hermione nói rất là nôn nóng, một cái cách kiểu như hơi khó chịu, bực bội. Chưa từng có bất cứ cái thứ nào như là những cái thứ mà em vừa kể. Đấy, những cái thứ bibbling bì này này. Thì đây là tên riêng thôi, mình chỉ gọi là quan tâm đến cái ngôn ngữ, chứ còn mấy cái thứ này. Có chăng á, có từ crumple horn này này là có thể hiểu được Bởi vì horn là sừng Và nếu ED như thế này là có sừng Nhưng mà sừng crumple thì tức là cái sừng mà nó kiểu vụn vụn đúng không? Đấy right. Nó thành nhiều nếp ừ. Rồi Tức là nó không phải là kiểu một cái mảnh uh, Nhất quán đâu Mà nó sẽ kiểu có thành từng đoạn Từng đoạn một á Thì đấy gọi là crumple Luna gave her a withering look And flounced away and flounced away. Radishes swinging madly. Luna thì nhìn con bé Harmony với một cái nhìn wither, một cái nhìn làm sao nhỉ? Từ wither này này. Gốc từ của đó có nghĩa là héo. Vậy thì trong cái văn cảnh withering look có nghĩa là một cái nhìn mà nó nó lườm. Có thể hiểu nó lườm nhé. Bởi vì là cái cặp mắt của nó ấy, là nó co lại, đúng không? Nó nheo lại này nó lườm lườm con kia và sau đó thì nó kiểu như Giả uh, bước đi những cái những cái cây củ cải trong tay của nó thì vung vẩy một cách rất là uh, dữ dội điên cuồng bởi vì nó giận mà đúng không nó tức thế cho nên là cái khi mà nó nó đi một cách rất là vũ bão như thế thể hiện sự tức giận á thì những cái củ cải trong tay tất nhiên là nó sẽ vung vẩy rồi Flounced away thường cái từ away nó nói đến cái trạng thái kiểu đi xa còn từ flounce này nhá có thể coi như là đi một cách rất là đây này mạnh bạo đúng không hối hả swing cái từ này phổ thông hơn thì nó coi là vung vung bên này vung bên kia uh, hai con bé này không phải là những người duy nhất hooding with laughter now đấy, poverty and lavender were not the only ones hooding with laughter now hai con bé đấy không phải là những người đang hú lên đang hú lên với những cái tiếng cười ở thời điểm lúc đó hút nó giống con cú <laughs> như thế Do you mind not offending the people who believe me? The only people who believe me? Harry asked Hermione as they made their way into class Cậu có phiền không? Đừng có xúc phạm những người duy nhất mà tin tớ Đấy, Harry hỏi Hermione khi mà họ chen chúc con đường đi đến lớp học Mind tức là kiểu tâm trí Vậy thì trong cái ngữ cảnh động từ ấy, nó coi là bận tâm Đấy Cậu có phiền không? Cậu có bận tâm không? Nếu như không có offend, không có xúc phạm Những người duy nhất mà tin tớ này Make their way Tức là con đường đi nó khá là khó khăn đó. Xong rồi phải chăn trúc à, Đi vào lớp này Oh for heaven's sake Harry you can do better than her uh, Send Ginny's told me all about her Apparently she'll be only uh, She'll only believe in things As long as there's no proof at all Ui dồi ơi Harry, cậu có thể tìm kiếm những người tốt hơn là cô ấy mà, Hermione nói. Con bé Ginny nó nói với tớ rằng, à nó kể lại hết với tớ về con bé đó rồi. Có vẻ là nó sẽ chỉ tin tưởng vào những thứ miễn là nó không có bằng chứng về những thứ đó. Cái từ này này nó hay, do better than somebody. Đấy, các bạn kiểu như là mày có thể yêu được ai đó tốt hơn con bé đấy. Đó, đây cũng là cái cụm mà các bạn sẽ nói này. Yeah, you can do better, tức là kiểu có thể tìm kiếm được người tốt hơn mà. Yeah, you can do better, được. Yeah. Và tất nhiên kiểu than hơn, tức là than con bé đấy, đúng không? Hơn con bé đấy. Còn for heaven's sake, nó giống kiểu oh my god mà. Rồi đã kể cho tớ tất cả những thứ gì về nó. Apparently có vẻ, seemingly có vẻ nó sẽ chỉ tin tưởng vào những thứ miễn là này, as long as, tức là miễn là không có bằng chứng về những thứ đấy. Uh, well, I wouldn't expect anything else from someone whose father runs the Quibbler uh, Tớ cũng không, tớ sẽ không kỳ vọng bất cứ điều gì khác Từ một ai đó, người mà có bố điều hành cái tờ báo The Quibbler đâu uh, Thì có cái từ expect, đúng không? Kỳ vọng bất cứ một thứ gì khác ấy, Từ một người nào đó, whose Thì đây là cái trạng từ sở hữu À sorry, cái đại từ sở hữu của someone đằng sau nó sẽ cần có một cái đối tượng và đây là bố của cái người đó, bố của người đó, run tức là điều hành, đấy the Quipper tức là cái tờ tờ báo người lý sự, đấy, người lý sự, rồi rồi Harry thought of the sinister winged horses he had seen on the night he had arrived and how Luna had said she could see them too. Harry nghĩ về những cái con ngựa có cánh vô cùng là um, vô cùng là xấu xa, đấy, vô cùng là xấu xa, nhìn rất là hung dữ, hung dữ và quỷ quyệt. Cậu ta đã nhìn thấy vào cái buổi tối cậu ta đến trường và cái việc Luna đã nói rằng cô ấy cũng có thể nhìn thấy những cái con ngựa đấy, giống như là Harry. Sinister tức là một cái thứ gì mà nó ám hiệu vẻ bên ngoài của nó nhé, nhìn rất là u ám xong rồi nhìn kiểu có một cái nét nó độc địa thì đấy gọi là sinister đó còn winged horses tức là ngựa có cánh thôi phải hiểu là cái từ sinister nó, nó ám hiệu một điều gì đó xấu xa đấy quỷ quyệt toát ra từ cái đối tượng đấy his spirit sang slightly has she been lying cái tinh thần của harry thì nó hơi bị um, hơi bị mất nhuệ khí một chút, hơi bị mất tinh thần, mất tinh thần một chút từ sank quá khứ từ sink uh, sink tức là nó nó thụt xuống hoặc là nó bị 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 chìm đó tinh thần nó thụt xuống một chút này cô ấy có đang nói dối không đấy uh, tức là từ trước đó và đến bây giờ đúng không có đang nói dối không But before he could devote much more thought to the matter Ernie Macmillan had stepped up to him nhưng mà trước khi Harry có thể uh, dành cho cái suy nghĩ đấy nhiều thời gian, nhiều cái tâm tư hơn cho cái vấn đề đó Thì Ernie Macmillan đã bước lên hướng về phía của cậu ấy Đi về phía của cậu ấy Nó dùng cái từ devote uh, Tức là kiểu cống hiến đúng không? Tận tụy Dành tất cả cho một cái điều gì đấy Và đây là devote to something Và đây là devote thought Đấy, tức là kiểu như mình dành cái suy tư nhá Mình dành cái tâm tư cho cái vấn đề đấy Thế thôi Và much more thought Bởi vì thought á, nó là những cái thứ không đếm được Thế cho nên là much more Đúng không? Much more Nó nói về mức độ Step up, bước đến phía của cậu ấy I want to know Porter uh, He said in a loud, caring voice Caring voice That is not only weirdos who support you Uh, em muốn anh biết này, Porter, cậu ta nói trong một cái giọng rất là lớn, rất là lớn và carrying, đúng không? carry tức là mang theo, vậy thì ở đây cái giọng nói này nó là giọng nói, uh... à có thể hiểu giọng nói đĩnh đạc nhé, Đó, giọng nói đĩnh đạc, bởi vì sao? Khi mà các bạn làm leader ấy, những người mà đứng đầu, đúng không, hội nhóm thì chúng ta sẽ phải carry những người đấy các bạn chơi game thì chắc chắn biết rồi carry một ai đó tức là gánh người ta mà thì đây là một cái giọng nói kiểu có thể thể hiện sự gọi là uh, anh lớn, đó, thể hiện tôi là anh lớn, thể hiện tôi có bản lĩnh, thể hiện tôi có cái sự trưởng thành, Caring voice rồi em muốn anh biết là uh, cái con bé đấy không phải là cái người từ từ em muốn anh biết rằng là không chỉ có những người kỳ dị mới ủng hộ anh I personally believe you 100%. Bản thân em, cá nhân em tin tưởng anh hoàn toàn 100%. Còn weirdo tức là những người kỳ dị, những người kiểu như bị 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 điên điên chập mạch đúng không? Weird, weirdo nó là như thế. Em muốn anh biết rằng không chỉ có những người điên dở mới ủng hộ anh đâu. Bản thân em cá thật, cá nhân em cũng tin rằng là anh 100%. Đấy. My family have always stood firm behind Dumbledore, and so do I. Gia đình em thì từ trước đến giờ luôn luôn uh, Kề vai sát cánh bên cạnh thầy Dumbledore và em cũng vậy. Đấy. Stand firm thì đúng ra nó coi là đứng vững, ấy. đứng vững. Nhưng mà đây có thể hiểu là kiểu như luôn luôn sát cánh đúng không? Không bao giờ rời bỏ Đấy, thầy Dumbledore. Rồi. Stand firm behind somebody nhé. Các bạn có thể sử dụng luôn. Ừ. tôi luôn luôn kề vai sát cánh cùng ai đó đúng không? stand firm, ừ. beside uh, her children chẳng hạn đi, luôn không? luôn luôn ủng hộ đứng đằng đứng bên cạnh đứa con của mình. rồi uh, thanks very much, Ernie said Harry, taken aback but pleased. Ernie might be pompous on occasions like these, but Harry was in a mood to deeply appreciate a vote of confidence from some From somebody who was not wearing radishes in their ears Ờ ừ, cảm ơn rất là nhiều nhé Ernie, Harry nói Và hơi sửng sốt Sửng sốt sững sờ Nhưng mà cảm thấy hài lòng Taken aback Tức là kiểu bị đẩy về phía đằng sau ấy. Khi mà chúng ta ngạc nhiên thì mình sẽ dướn người về đằng sau mà Đó, dướn người về phía đằng sau Đấy, Và đây ý của nó là sửng sốt Sửng sốt ngạc nhiên Sửng sốt ngạc nhiên Right. Ok, đó, nó là sửng sốt ngạc nhiên nhé Nhưng mà hài lòng này Ernie có thể là hơi bị trịnh trượng uh, Trịnh trượng trong một số những cái dịp như là thế này Nhưng mà Harry thì đang trong một cái tâm trạng Nhất định để mà có thể trân trọng vô cùng Một cái vote of confidence Tức là kiểu như một cái sự tin tưởng đồng hành Đúng không? Từ một ai đó, người mà đang không đeo những cái cây củ cải trên tai của họ rồi, thì đây nhá, pompous là cái từ Mà kiểu như tỏ vẻ ta đây Xong rồi luôn luôn nghĩ rằng Bản thân mình quan trọng hơn người khác Thì đấy gọi là pompous Rồi, và tiếp theo, đó là in a mood Tức là đang trong một cái tâm trạng Để mà có thể trân trọng người khác à, Những người mà kiểu sẵn sàng đồng hành cùng với mình Appreciate, chính là trân trọng A vote of confidence Tức là kiểu tôi sẵn sàng Bỏ phiếu cho bạn, đúng không? Tôi tin tưởng bạn đấy. Cái từ confidence ở đây các bạn có thể sẽ nghĩ rằng là sự tự tin nhưng ý ấy là nó khi mà nó đồng hành cùng ai đó và nó tự tin đấy là một cái điều đúng một cái quyết định chính xác a vote of confidence nhé yeah. mình muốn ủng hộ ai đó mình bảo rằng là you have my vote of confidence thế đó từ một ai đấy này người mà đang không mặc những cái củ cải những cây củ cải trên tay của họ tức là cái con con bé kia kìa nó điên đến mức mà nó đeo cái củ cải trên tay của mình "Onley's words had certainly had certainly wiped the smile from Lavender Brown's face, and as he turned to talk to Ron and Hermione, Harry caught Seamus's expression, which looked both confused and defiant." À. "Những cái lời nói của Onley thì chắc chắn là đã xóa đi cái nụ cười trên gương mặt của Lavender Brown, và khi mà cậu ấy quay ra để mà nói chuyện với lại Ron và Hermione, Harry bắt được cái biểu cảm của Seamus" thứ mà nó nhìn vừa là bối rối mà lại vừa uất um, ức đấy. rồi chúng ta sẽ có từ wipe the smile tức là phải xóa đi cái nụ cười đúng không nó không nó tắt cái nụ cười nó nhìn thấy những cái lời nói đấy nó không thể à nó nghe thấy những lời nói đấy nó không thể nào cười được nữa trên gương mặt của con brown uh, caught cái expression đúng không Tức là bắt được cái biểu cảm nhìn được cái biểu cảm của thằng simus defiant, tức là bây giờ mình cảm thấy là mình muốn bật lại, mình muốn phản pháo một người nào đó thì nó dùng từ defiant, Đấy, gốc từ của nó là từ defy, gốc từ là defy, thì đây defiant, Đấy, nó 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 cảm giác là nó uất ức lắm, nó nó muốn cãi lại, ơ tao tao thế này tao thế kia, Đấy. rồi to nobody surprise professor sproul started their lesson by lecturing them about the importance of owls. Không hề khiến cho ai ngạc nhiên cả Thì bà giáo sư bắt đầu cái tiết học của bà ấy Bằng cái việc giáo huấn họ về cái tầm quan trọng của kỳ thi AO Khi mà chúng ta muốn đưa ra một cái biểu cảm ở đằng trước Thì nó sẽ là to somebody cộng với lại cái danh từ chỉ biểu cảm yeah, To somebody cộng với danh từ chỉ biểu cảm Đó là một cái cách dẫn dắt kiểu C2 Đó, Kiểu C2 tức là level rất là cao ấy. Ví dụ bạn bạn bảo rằng là ơi uh, với cái sự thất vọng của tôi thì bố mẹ tôi đã không cho tôi tiền đi xem concert đấy. Right? to my disappointment, my parents had declined to offer me money to buy concert tickets, đúng không? Ví dụ thế. Rồi, rồi giáo sư Sprout này bắt đầu cái tiết học bằng cái việc lecturing, lecture bản thân nó danh từ là bài giảng ở dạng động từ tức là giáo huấn, giáo huấn. Harry wished all the teachers would stop doing this. He was starting to get an anxious, twisted feeling in his stomach every time he remembered how much homework he had to do. Harry ước rằng tất cả những giáo viên sẽ ngừng làm cái việc này. Cậu ta đang cảm thấy à, cậu ta đang bắt đầu có một cái cảm giác vô cùng là bồn chồn và méo mó xoắn hết cả người lại trong bụng của cậu ấy bất cứ khi nào mà cậu ta nhớ lại là có bao nhiêu bài tập về nhà cậu ấy phải làm đây nhé anxious twisted feeling tức là cái cảm giác mà nó bồn chồn này, xong rồi nó twist từ này có nghĩa là xoắn đó chúng ta kiểu như bị bị lo lắng quá, ấy. xong rồi là như kiểu là có bướm bay trong bụng đúng không? hoặc là kiểu như bụng nó đang quặn lại thì đấy có thể kiểu là một cái twisted feeling rồi, a feeling that worsened dramatically when Professor Sprout gave them, yet, gave them yet another essay at the end of class. Cái cảm giác mà nó tồi tệ hơn rất là nhiều khi mà giáo sư Sprout giao cho họ một cái bài luận nữa ở phía kết thúc, ở cái thời điểm kết thúc lớp học. Now, worse là tệ, và worsened tức là nó đi xuống, nó tồi tệ hơn. Còn cái mức độ kiểu dramatically tức là nó vô cùng kinh khủng rồi đúng không nó có một cái mức độ rất là đáng kể tired and smelling strongly of dragon dung professor sprouts preferred brand of fertilizer the Gryffindor trooped back up to the castle an hour and half and a half later rất là mệt mỏi và bốc mùi rất là nặng về phân của rồng à, cái mùi ở đây là cái, cái mùi là kiểu như là phân của con rồng nhé nó tẩm ở trên người thì giáo sư À phân rồng. Phân rồng chính là cái um, cái mẫu mã về thuốc trừ sâu ưa thích của giáo sư Sprout thì những học sinh của nhà Gryffindor hành quân quay trở lại cái tòa lâu đài tầm khoảng một tiếng rưỡi sau đó. À. Ok, chúng ta có từ fertilizer, fertilize có nghĩa là kiểu như làm cho một cái thứ gì nó có thể sinh sản được. À, đất đai nó màu mỡ hơn thì đây là phân bón này là còn prefer tức là mình thích cái này hơn cái kia vậy thì đây có thể hiểu là cái 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 nhãn hiệu hoặc là cái cái đối tượng về phân bón đúng không mà bà ta ưa thích rồi troop đó là đội quân đó nhưng mà dùng ở dạng động từ tức là nó hành quân đi một cách rất là chật vật Đấy, đi trở lại tòa lâu đài này một tiếng rưỡi sau đó none of them talking very much it had been an odd It had been another long day. Đó. Không ai trong số họ nói chuyện quá là nhiều với nhau. Đấy. Và nó đã là một ngày dài nữa rồi. Một ngày dài nữa trôi qua rồi. As Harry was starving and he had his first detention with Umbridge at 5 o'clock, he headed straight for dinner without dropping off his bag in Gryffindor Tower so that he could not... Uh, so that he could bolt something down before facing whatever she had in store for him. Uh, từ từ Starving Khi mà Harry lúc đấy đang cảm thấy đói meo Thì cậu ấy từ từ và cái việc đó là cậu ta có cái buổi cấm túc đầu tiên Với lại cái bà giáo sư Umbridge vào 5 giờ chiều Thế cho nên cậu ấy đi thẳng tới cái con sảnh chính để mà ăn bữa tối Mà không hề bỏ lại cái cặp của mình ở trong tòa tháp Gryffindor Ừ uh để mà cậu ta có thể ăn vội một thứ gì đó trước khi đối mặt với bất cứ thứ gì mà bà ấy chuẩn bị cho cậu ấy trong cái buổi trách phạt. À, đúng ra từ as ở đây khi mà nó để, để 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 giải thích ấy, thì nó bằng với từ because. Nó có thể đứng đằng trước một cái lý do. Đấy, rồi. Cái lý do vì sao mà Harry nó đi thẳng đến ăn tối á. Đó, bởi vì thứ nhất là nó đói, nó đói meo rồi Thứ hai là nó có một cái buổi chép phạt, một cái buổi lệnh cấm túc đúng không? Detention nó là cái thế mà Cái lệnh giam giữ hoặc là cái lệnh cấm túc đối với một học sinh Hết, tức là cắm đầu đi thẳng đó, Ý của nó là kiểu hướng đi đến một cái nơi nào đó Drop off, tức là thả thôi Thả cái cặp của mình trong cái tòa tháp Gryffindor Boat, thì đúng ra nó là một cái tia chớp Yeah, Boat là tia chớp nhưng mà trong cái văn cảnh này bolt something down có thể hiểu là kiểu ăn chớp nhoáng ăn nhanh một thứ gì đó đúng không ăn chớp nhoáng trước khi facing tức là trước khi đối mặt này bất cứ thứ gì bà ta có in store in store là những thứ gì mà nó đang chờ mình trong tương lai nhé yeah, thì đấy là in store đó yeah, in store ví dụ mình bảo rằng tôi không biết tương lai nó có cái gì dành cho tôi I don't know what the future holds in store uh, for me. Right. Nó dùng từ hold in store tức là như thế đấy nhá. Chứ không phải giữ trong cửa hàng đâu. Tức là những thứ gì thường nó nói đến tương lai ấy. Rồi, bà ấy đang đã chuẩn bị những thứ gì cho cậu ấy này. He had barely reached the entrance of the great hall, however, when a loud and angry voice said, Oi, Potter, cậu ta vừa mới gần đi đến cái um, cái lối vào của cái con sảnh chính thì lúc đó có một cái giọng nói rất là to và giận dữ vang lên này Porter, Ừ. Uhm. Belly tức là chạm từ phủ định đúng không? Gần như thôi. Right, gần như. Entrance tức là cái lối vào nhá, còn entry tức là cổng vào. Right. Rồi tiếp theo này what now he muttered warily, turning to face Angelina uh, Johnson who looked as though she was in a towering temper. Cái gì nữa đây? Cậu ta mấp máy môi thì thầm lẩm bẩm một cách vô cùng là quẩy oải. Quay ra để mà đối mặt với lại Angelina. Người nhìn như thể là cô ấy đang trong một cái cơn giận dữ nó rất là điên cuồng. Nào, weary tức là cái trạng thái nó hơi mệt mỏi. Yeah, nó nản nản xong rồi mệt mỏi, nó phiền muộn. Đó. Đấy nó gọi là weary. Từ này C2. Yeah, C2. Rồi tower, ngọn tháp Nhưng mà một thứ gì nó được miêu tả là towering ừ, Tức là kiểu nó nó vổng lên đó, Xong rồi nó nó, nó nó rất là đồ sộ đây right. Và đây cái temper đúng không Nghĩa ẩn dụ của nó tức là cơn giận dữ Mà nó rất là lớn Rất là đáng kể I'll tell you what now She said, marching straight up to him and poking him hard in the chest with her finger. Chị sẽ nói với em cái thứ gì bây giờ này? Bà, con bé nó nói và nó dảo bước đi thẳng tới phía của Harry và sau đó thì chọc Harry rất là mạnh vào trong vào phía ngực với ngón tay của cô ta. Đấy, từ poke poke thì đó có nghĩa là chọc nhá với cái vật nhọn. Yeah, poke rồi với ngón tay này. Còn march tức là diễu hành ấy nhưng mà dùng ở cái dạng như thế này tức là dảo bước với những cái bước nó đi rất rất là dài nhá. How come you've landed yourself in detention for 5 o'clock on Friday? Uh, on Friday? Làm thế nào mà em có thể tự kiếm cho mình một cái buổi cấm túc vào 5 giờ chiều ngày thứ sáu vậy? Kiểu how come? Tức là làm thế nào cái việc đấy nó có thể xảy ra? Yeah. Land tức là đáp xuống hạ cánh. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái từ land nó đi với một cái thứ gì đó, ấy. land something nó giống từ get. Yeah. mà thường cái trạng thái nó miêu tả tức là khó khăn để mà có được á đó get something đặc biệt ấy, nó có một cái collocation đó là land a job có nghĩa là kiểu như có thể đáp xuống được một cái công việc đúng không có được cái công việc để trong tay thì đây là land yourself này in detention đó. có thể khiến cho bản thân mình bị giam giữ đúng không bị chép phạt Đấy. what said Harry why oh yeah Keeper tryouts. Cái gì? Harry nói. Ơ nhưng mà tại sao? À, à đúng rồi. Đó là những cái buổi um, tuyển chọn thủ môn. Try out tức là buổi tuyển chọn. Đấy. Sẽ là người ta kiểu đấu thử ấy. Tập duyệt xong rồi là loại trừ um, chọn những cái cá nhân tiêu biểu đúng không? Loại những cái cá nhân mà nó không phù hợp. Thế gọi là try out Now he remembers. and Angel Angelina. Did I tell you I wanted... I wanted to do a tryout with the whole team and find someone who fitted in with everyone. À bây giờ thì cậu ấy nhớ rồi kìa. Đấy, con bé Angelina, Angelina nó gầm gừ lên. Snarrow nhá, gầm gừ. Không phải chị đã nói với em rằng là chị muốn có một cái buổi tập duyệt với cả đội hay sao? Để mà tìm xem ai đó người mà có thể hòa nhập với lại tất cả mọi người trong đội. Try out mình vừa giải thích rồi nhá một cái buổi mà kiểu như nó tuyển chọn with the whole team đó, cả đội luôn fit thì fit in đó, nó là một cái phrasal verb có nghĩa là hòa nhập fit in là hòa nhập nhỉ? fit in hòa nhập uh, did I tell you I booked I booked the Quidditch pitch specifically uh, no no specially and now you've decided you're going not to be there Right. You're not going to be there Không phải chị đã nói với em Rằng là chị đã đặt Cái sân thi đấu Quidditch uh, Theo một cái gọi là Cái lệnh đặc biệt rồi sao Đúng không Và bây giờ thì em đã quyết định Là em sẽ không xuất hiện ở đó Nó dùng từ specially Nói về cái tính đặc biệt ấy, Bởi vì special mà Vậy thì đây chắc là kiểu như nó Nó đặt trước đúng không Xong rồi là đây là một cái thứ gì Nó mang tính chất đặc cách ấy. Đấy, Nên hiểu như vậy I didn't decide not to be there, said Harry. Stung by the injustice of these words, I got detention from that Umbridge woman just because I told her the truth about you know who. À, em không có tự quyết định là sẽ không xuất hiện ở đấy. Harry nói, cảm thấy nhức cảm thấy nhức nhối bởi cái sự không công bằng cái tính uh, phi lý của những cái lời nói này. À, em bị tạm giam, em bị gọi là giam giữ đến từ cái người đàn bà Umbridge đó chỉ bởi vì em nói với bà ta sự thật về chúa tể bóng tối thôi. À, từ sting ấy, nó là quá khứ. À, từ stung, chính là quá khứ phân từ từ sting. Sting là một cái ngòi chích của con ong. À, ngòi chích nhá và nếu dùng ở dạng động từ tức là bị chích. Vậy thì đây có phải là kiểu như nó thấy nhức nhối rồi. Đó, thấy nhức nhối. Injustice thì rõ ràng rồi, đó là cái sự bất công rồi. Không có công lý ở đây. Nhức, nhức nhối, nhức nhối. Well, you can go straight to her and ask her to let you off on Friday," said Angelina fiercely. "And I don't care how you do it. Tell her you know who's a figment of your imagination if you like. Just make sure you're uh, just make sure you're there. ờ, à, uh, em có thể đến thẳng chỗ của bà ấy và yêu cầu bà ấy thả em đi, tha cho em vào ngày thứ sáu. Let you off tức là kiểu thôi cho nó đi đó let you off phải cho nó đi hoặc là tha, tha cho nó thường nó có một cái cụm như thế này này đó là let somebody off the hook let somebody off the hook cái hook là cái cái hook là cái móc câu đấy các bạn bắt được con cá đúng không xong rồi thả con cá đi không có có giữ lại nó nữa thì đấy gọi là let cái con cá đấy off the hook nhưng mà nghĩa bóng của nó thì tức là để ai đó tha cho người ta, không có truy vấn, không có không có ví dụ như bắt người ta phạt nữa. Đấy. Rồi fears tức là giữ rằn. Con bé này nói một cách rất là giữ rằn này và và chị không quan tâm em làm điều đấy như thế nào. Hãy nói với bà ta rằng là Chúa tể bóng tối là một cái phần của trí tưởng tượng của em thôi, nếu như mà em muốn. Chỉ cần đảm bảo rằng em xuất hiện ở sân thi đấu thôi. A figment of your imagination Đây là cả một cụm nhé Thường người ta dùng theo cả cụm như thế này Tức là một phần của trí tưởng tượng Đó, một phần của trí tưởng tượng Để Nó dùng theo phrase là như thế She stormed away uh, You know what? Harry said to Ron and Hermione as they entered the Great Hall I think we better check with Puddlemere United whether Oliver Wood's been killed during a training session because she seems to be channeling his spirit Cô ấy, cái cô đội trưởng thì rất là giận dữ bỏ đi Đi rất là mạnh bạo Từ storm ấy, cơn bão đúng không? Giống như kiểu bây giờ nó đang tức tối xong rồi nó, nó đi một cách rất là bão vũ Đấy, đi rất là vũ bão rồi là bước đi rời khỏi chỗ đấy nhé Nó có thể ví dụ ở từ ở trong phòng ấy, Xong rồi giận dữ bỏ đi thì gọi là storm out Nhưng mà away thì đó là cái trạng thái kiểu rời đi xa đúng không? Cậu biết gì không? Harry nói với lại Ron và Hermione khi mà họ đi vào trong sảnh chính. Tớ nghĩ là chúng ta tốt hơn hết là nên xem xem, nên kiểm tra với cái Puddle Mere United, tức là gì nhỉ? Tức là cái liên hiệp Puddle Mere, nói chung là kiểu liên hiệp thôi, một cái hội đồng gì đó thôi. Đấy, và đây check with, tức là tốt hơn hết là chúng ta nên kiểm tra lại, đúng không? Nên kiểm tra nên dò hỏi với lại cái hội ở đây. Liệu rằng Oliver Wood đã bị ám sát hay không trong những cái phiên uh, luyện tập trong những cái buổi luyện tập hay không? Bởi vì là cô ấy, cái cô đội trưởng ấy có vẻ là đang hiện hồn của cái anh chàng Oliver Wood đó. Rồi thì chúng ta sẽ có từ we better tức là tốt hơn hết nên làm cái việc gì đấy. Đấy, và đây whether or not thường nó có cái từ on not nữa ấy. hoặc là nó có thể bỏ đi cũng được ý của nó là có hay không liệu cái việc đấy có xảy ra hay chưa đấy, liệu rằng đấy. training section tức là một cái buổi tập một cái phiên luyện tập cái từ channel này này nó rất là hay nó là từ c2 có nghĩa là kiểu mình uh, mình muốn kiểu như bên ngoài của mình toát lên cái phong thái của ai đó thì đấy tức là kiểu mình channel người ta nhà mình channel người ta Đấy, ví dụ hôm nay đúng không mình ăn mặc như kiểu là như kiểu là hàng tuấn chẳng hạn đi hôm nay mình ăn mặc nhá rất là lịch sự đóng vét các thứ thì đấy là mình đang muốn channel hàng tuấn thế thôi đấy và đây là hem gọi là channel his spirit đấy tức là kiểu như hiện ra đúng không thể hiện ra cái hồn của anh ấy Ủa nhớ nhá channel ấy thường nó đi với một tên người ở đằng sau channel somebody và đây là nó có thể là his spirit. Ok. Rồi what do you reckon are the odds of Umbridge letting you off on Friday? said Ron skeptically as they sat down at Gryffindor table. Cậu nghĩ xem cái khả năng cái bà Umbridge bà ấy sẽ tha cho cậu vào ngày thứ sáu như thế nào? Đấy, Ron nói một cách rất là ngờ vực, nghi ngờ. Khi mà họ ngồi xuống ở cái bàn ăn nhà Gryffindor. À, What are the odds? Tức là cái tỷ lệ đúng không? Cái khả năng nó như thế nào? Đấy. Cái odds ở đây là cái tỷ lệ, cái chance, chances nó nó, nó tính nhá. Rồi, let off thì đây có nghĩa là kiểu tha cho Harry, thả cho Harry, trả thả thả cho thằng Harry nó đi. À. còn skeptical tức là thể hiện cái sự doubtful, nó có sự nghi ngờ đấy. Less than zero, said Harry glumly. Glumly, tipping lamb chops onto his plate and starting to eat. Better try though, hadn't I? I'll offer to do more Two more detentions or something Ờ, à, cái tỷ lệ nó còn ít hơn Cả 0% cơ Harry nói vô cùng là lâm ly Be that Ờ, à, dốc Đổ Đổ hoặc là kiểu như uh, Ngã nhá Ngã những cái đùi kiều này Vào trong cái đĩa ăn của mình và bắt đầu ăn Rồi, glumly Tức là cái vẻ mặt đấy nó rất là bần thần đó xong rồi là kiểu thất vọng u ám nhá lâm ly luôn á và tip khi mà mình tip một thứ gì đó tức là kiểu mình hất cho nó ngã xuống một bên nó đổ xuống một bên thì đấy gọi là tip đấy ở dạng động từ hành động á còn bình thường thì tất nhiên là kiểu mình tip một ai đó tức là kiểu mình bo tiền cho người ta rồi cái đấy không nói nhưng mà tip ở đây á có nghĩa là kiểu ngả xuống nhá khiến cho nó bị trách xuống một hướng đấy, đổ xuống lem chops có thể coi như là cái phần phần tỏi đùi ở uh, thịt cừu Đấy, rồi rồi ok tiếp theo better try tốt hơn hết là tớ nên thử có đúng không Đấy. tớ sẽ đề nghị rằng là sẽ thực hiện hai cái buổi giam giữ hơn làm thêm hai cái buổi giam giữ này hoặc là chịu thêm hai cái buổi giam giữ hoặc là một cái điều gì đó tớ không biết nữa Đấy, Detention ở đây bọn học sinh á nó bị giam giữ vào trong một cái khu vực xong rồi phải chép phạt thì đấy gọi là detention He swallowed a mouthful of potato And added I hope she doesn't keep me too long this evening you realize we've got To write three essays Practicing uh, Practice practice vanishing spells For McGonagall Work out a counter charm for Flitwick Finish the bell truckle drawing And start the stupid dream diary For Trelawney à, Cậu ta nuốt chừng Một cái một cái lượng lớn potato sâu so. không không tức là thế này cậu ta nuốt chửng này một cái miệng đầy khoai tây và sau đó thì nói thêm tớ hy vọng rằng là bà ấy không có giữ tớ quá lâu vào tối nay cậu nhận ra rằng chúng ta có ba cái bài luận phải viết phải luyện tập những cái bùa chú biến mất để mà dành cho cái bà McGonagall cho cái tiết học của bà McGonagall rồi sau đó phải khám phá ra một cái bùa chú đảo ngược cho ông Flitwick này Và sau đó thì hoàn thiện Cái bức vẽ về cái con Bell Truckle Và sau đó thì đó là bắt đầu cái cuốn nhật ký Ngu ngốc giấc mơ đó Để mà nộp cho Trelawney Tức là bài về nhà Có rất là nhiều đó Ý của nó là thế Mouthful tức là một lượng mà nó đầy miệng Một lượng mà nó có thể được Chứa trong đầy Cái khuôn miệng của mình nhé Thì gọi là mouthful Ờ right. uh... Có gì không? Counter tức không? Tức là đảo ngược hay là kiểu như đi ngược lại một thứ gì đó. Thì đây, counter charm thôi. Tức là cái bùa chú đảo ngược. À. Rồi cái drawing tức là cái bức vẽ nhá. Đấy là những cái bài về nhà của chúng nó. Ron moaned and for some reason glanced up at the ceiling. And it looks like it's going to rain. Uh, what's that got to do with our homework? Said Hermione, her eyebrows raised. Ron rên rỉ và sau đó thì bằng một cái lý do nào đấy Cậu ta ngước lên nhìn hé về phía trần nhà à, Và nó có nó nhìn có vẻ như là sắp sửa mưa rồi đấy. Cái điều đấy thì có liên quan gì với bài tập về nhà của chúng ta đi nói và cái đôi lông mày của cô ấy nhướn lên Moan nhá moan Đó là kiểu như những... Đấy, rên rỉ Rên rỉ, ca thán For some reason các bạn sẽ thấy là vì sao nó không có s ở đây đúng không? Thực tế là khi mà mình dùng từ xăm á, nó có thể mang tính chất là định danh. Đấy, sum cộng với là một cái danh từ số ít thì tức là nó mang ý nghĩa là nào đó nhá, lý do nào đó. Đấy, nó có thể là kiểu xăm boy đúng không? Tức là một người con trai nào đó này, một cái anh chàng nào đó. Tại vì sao á, nó không có số nhiều đằng sau bởi vì lúc đấy nó định danh. Còn nếu mà nó định danh thì nó sẽ là một vài Đúng không? Khác nhau Nào đó đấy, từ xăm ở đây là nào đó Glance tức là nhìn hé thôi đấy, Hoặc là liếc Liếc lên phía chân nhà này ừ, Sẽ mưa Raise tức là tác động vào để một thứ gì đó nó tăng lên Nó lên vị trí cao hơn Thì đấy gọi là raise Nothing, said Ron at once His ears reddening Không có gì đâu, Ron nói ngay lập tức Và cái đôi tai của cậu ta thì đỏ lên Uh, đuôi n thường cộng với là một cái tính từ để mà khiến cho nó trở thành dạng động từ. At five to five, Harry bade Harry bade the other two goodbye and set off for Umbridge's office on the third floor. When he knocked on the door, she said, "Come in," in a sugary voice. He entered cautiously, looking around. Tầm khoảng 5 giờ kém 5, Harry nói lời tạm biệt với lại hai cái người bạn còn lại của mình và sau đó thì khởi hành lên cái văn phòng của bà off của của bà Ambridge trên cái tầng 3. Cái từ bay thì đúng ra cái quá khứ của nó là từ bid. bid. Rồi và khi mà chúng ta bid somebody goodbye hay là một cái lời chúc nào đó ấy, đấy thì tức là mình nói với người đấy như thế thôi. Đây là cái collocation đi mà. Đó, collocation của từ bid, ừ, từ bid. Nên nó viết gốc từ như thế này này, các bạn cứ tra trên từ điển là nó ra nhá. Viết somebody goodbye. Tức là nói lời tạm biệt với người đấy đấy. Rồi. Tiếp theo. Ok. Nào tiếp theo này, uh, set off thì đó là khởi hành, bắt đầu đi nhá. Và đấy lên tầng 3 này. Khi mà cậu ta gõ vào cánh cửa, bà ấy nói mời vào trong một cái giọng vô cùng là ngọt. Cậu ta đi vào một cách vô cùng là thận trọng. Ngước nhìn xung quanh căn phòng. Sugar đường, đúng không, sugary tức là nó có đường hay là kiểu nó liên quan đến đường, nó có cái sự ngọt ở trong đấy Cái giọng ngọt sớt này mời vào Cautious, tức là mình có cái trạng thái đề phòng, cảnh giác He had known this place, uh, this office under three of his previous occupants In, th in the days when uh, Gideroy Lockhart had lived here It had been plastered in beaming portrait of its owner. Cậu ta đã biết cái văn phòng này dưới ba cái người chủ nhân trước đó của nó. Cái occupant thực tế nó là cái người sinh sống hay là cái người chiếm dụng cái không gian ở trong đấy thì nó gọi là occupant. À, nhưng mà đây có thể hiểu là cái người sở hữu nhé căn phòng, cái văn phòng này trước đây, previous tức là trước đó trong những ngày khi mà ông Guidory Lockhart đã sống ở đây thì nó đã được dán ở trên những cái bức tường với những cái uh, bức chân dung cười dạng dỡ của chủ nhân nó right. thì nào cái từ plaster các bạn mà phết hay là chat chat này rồi phết đúng không hoặc kiểu như bôi keo bôi keo uh, dán bên ngoài á Đấy, thì nó dùng từ plaster này nhá. nó dùng từ plaster này này. Đó. Rồi nó dùng từ plaster. Rồi tức là kiểu như mình phết đúng không? Xong rồi mình dán, dán tường các thứ ấy, nó cũng sẽ dùng cái từ plaster này luôn. Ừ. thì nó cười rạng rỡ, à, nghĩa đen tức là ánh sáng nó lóe lên. Này, còn portrait tức là bức chân dung. Ông đấy là một cái người mà nó tự sướng rất là nhiều ấy, thế cho nên là đây ông ấy dán ảnh của bản thân mình khắp mọi nơi. When Lupin had occupied it, it was likely you would meet some fascinating dark creature in a cage or tank if you came to call. Khi mà Lupin sống ở đây thì nó có vẻ là người ta sẽ phải gặp những cái sinh vật không không? Nó có vẻ có khả năng là người ta khi mà vào đây sẽ bắt gặp một cái sinh vật rất là thú vị bóng tối nào đó trong một cái lồng hoặc là trong một cái bể ấy nếu như mà người ta xuất hiện ở đây, thì đấy thì có cái từ occupy tức là chiếm dụng một cái không gian trong văn cảnh này tức là ông ta sống ở đấy. thì nào some creature này tức là một sinh vật nào đó nhá sinh vật đấy là sinh vật bóng tối và fascinating tức là nó khiến cho chúng ta tò mò và thú vị, fascinating trong một cái lồng hoặc là trong một cái thanh tức là cái bể bể chứa nước. Hoặc là cái lồng kiểu như lồng sắt à. Còn came to call ở đây tức là Người ta đến đấy, đến cái văn phòng đấy Để mà gọi ông ta Rồi uh, In the imposter Moody's days It had been packed with various instruments And artifacts for the detection Of wrongdoing and concealment Trong những cái ngày Của ông Moody không, trong những cái ngày của ông Moody phiên bản giả tạo ở đây, cái phiên bản kiểu người người đóng giả ở đây thì căn phòng này nó được chất đầy với rất là nhiều công cụ và những cái đồ cổ để dành cho cái sự phát hiện những cái việc làm sai trái và những sự che giấu bí mật. Cho em hỏi là có mất gốc không có em ơi chính là cái lớp uh, cơ bản đó cái lớp cơ bản B1 đấy <laughs> kể cả mất gốc cũng vào mà, bởi vì là nó sẽ gọi là ngồi nó giải thích uh, mình ấy sẽ ngồi giải thích hết ngữ pháp cho các bạn học viên trong các cách phần đọc, xong rồi là hướng dẫn các bạn ấy tạo câu, ấy, hướng dẫn các bạn ấy kiểu như đọc từng cái câu, các cái bộ phận của nó như thế nào. Ừ. khi mà nắm được cái ngữ pháp rồi đúng không thì các bạn ấy có thể kiểu dễ dàng hơn trong cái việc uh, gia tăng vốn từ imposter người giả mạo nhé và đây là trong những ngày những ngày của cái người giả mạo omudi thì căn phòng đó nó packed with tức là nó được chất đầy với những cái đồ vật từ pack có nghĩa là mình đóng gói hoặc là mình nhồi nhét mình bỏ hết vào một cái vị trí nhất định thì đó gọi là pack à. instrument bình thường nó là nhạc cụ nhưng mà nghĩa c2 của nó là công cụ những thứ gì mà nhìn nó hơi bị kỳ quái thì nó gọi là instrument và tiếp theo artifact the thì nó là đồ cổ nhá, thường nói liên quan đến những thứ gì cũ kỹ thì đấy gọi artifact. For the detection cho cái sự phát hiện ra, detect một thứ gì đó là mình kiểu cố gắng khám phá, đấy, phát hiện ra cái điều đấy. Cứ nhớ detective là thám tử mà. Wrong doing những việc làm sai trái. Nó là danh từ ạ. Conceal là che giấu uh, hoặc là che đi một thứ gì và đây là sự che giấu này. Now, however, it looked totally unrecognizable. Unrecognizable, uh, the surfaces had all been draped in lacy covers and cloths. Cloths. Bây giờ tuy nhiên thì cái căn phòng nó nhìn hoàn toàn là không thể nào mà nhận diện ra được. Những cái bề mặt xung quanh căn phòng đã được phủ với những cái lớp bọc lacy, lớp bọc diêm dúa và những cái gọi là những cái vải bọc diêm dúa. Nào, chúng ta sẽ có cái từ recognize là phát hiện đúng không? Hay là kiểu như nhận diện. Và đây không thể nào nhận ra được này. Unrecognizable. Cái đuôi able nói về khả năng. À, surface, bề mặt nhé. Drip đó là cái gì đâu? Cái vải dèm ở cửa sổ ấy. Đấy, nhưng mà nó dùng ở dạng động từ. Khá là giống từ cover thôi. Đó, cover. Lace. Lace là một cái dây thường gọi là dây dây buộc. Ví dụ shoe lace, tức là dây giày thì lacy tức là nó có Nó có các cái sợi Đúng không? Nó có các cái kiểu như là Dây diêm rúa ở đấy Cover thì đó là cái lớp bọc nha Cái lớp giấy uh, dán tường uh, Diêm rúa Còn cloth thì đó là vải đấy, Vải, clothes, quần áo Cloth, vải uh, There were several vases full of dry flowers Each residing on his own dolly And on and on one of the walls was a collection of ornamental plates. Có những một vài những cái bình hoa mà nó toàn là những cái bông hoa khô. Bông hoa khô à? Chính xác ra là gọi là hoa giả. Có thể được gọi là hoa giả nhé. Tí nữa mình giải thích vì sao nó nên là hoa giả. Đấy, mỗi một cái bình thì nó tự được đặt trên chính cái doily của nó. Chắc là kiểu như trên chính cái khay của nó mình đoán thôi tí nữa mình tra từ này sau và trên một trong những cái bức tường trong căn phòng thì đó là cả một cái bộ sưu tập những cái đĩa mang tính chất trang trí nào vase tức là cái bình nhá, bình hoa rồi dry nó dùng ở dạng động từ khi mà mình dry một thứ gì đó tức là kiểu mình hút nước của thứ đấy khiến cho nó khô đi đó ed tức là được làm khô hoa mà nó được làm khô vậy thì giống như kiểu là bây giờ mình mình lồng kính ấy, xong rồi là mình 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 lấy hết những cái phần nước ra đúng không? Sau mình đưa nó vào trong đấy. Nhớ nhá, từ dry ở đây là đã được hút nước, đã được làm khô. Uh, reside tức là cư trú, sinh sống. Nhưng mà trong văn cảnh này tức là mỗi một cái bình hoa thì nó được đặt trên cái doily. Cái doily là cái gì nhỉ? Khả năng cao nó là cái đế đúng không? Khăn lót à, khăn lót. Khăn lót nói những mấy cái từ này kiểu như là nó xuất hiện không có quá là nhiều ấy thì mình không cần bận tâm lắm đâu nha các bạn nha. Doily cái khăn lót và trên một trong những cái bức tường thì đó là cái plate plate là cái đi ăn nhưng mà ornamental đây là một từ phổ thông này nó là mang tính chất decorative đó, decorative tức là có tính chất trang trí. Rồi mỗi một cái đĩa thì nó each decorated with a large Technicolor kitten, uh, Từ the kitten wearing a different bow uh, around his neck. Mỗi một cái đĩa thì nó được trang trí với một cái con mèo con đa dạng về màu sắc rất là lớn. Đấy, đang đang đeo một cái nơ, sorry đeo một cái nơ xung quanh cổ của những cái con mèo đó. Những cái đĩa này nhá, mỗi một đĩa thì nó trưng bày hình ảnh của một con mèo Kitten thì đó là kiểu mèo con là mèo con còn technicolor Khoan á, nó có thể không phải là màu sắc đa dạng đâu mà tech liên quan công nghệ đúng không nhưng mà techni à technicolor màu đây màu phim ui rồi nó là màu phim nha màu phim đấy sử dụng trong kiểu như lĩnh vực điện ảnh các thứ rồi có large kitten đúng không như cái con mèo con rất là lớn này decorate là trang trí và từng cái đĩa thì được trang trí với một cái con mèo lớn. Uh, từ này khi mà nó đọc là bow thì nó là nơ, nhưng mà nếu đọc là bow thì nó là cái cúi chào. Đúng không? Vậy thì đây là wear này, một cái bow. Rồi, đeo một cái nơ nhá xung quanh cổ cái con mèo. These were so foul that Harry stared at them, transfixed, uh, until Professor Umbridge spoke again. Những cái những cái đĩa này, những cái hình ảnh này Thì nó vô cùng là Kinh tởm đến cái nỗi mà Harry Cứ thế nhìn chằm chằm về phía của chúng nó uh, Không thể nào rời mắt được Mãi đến khi mà giáo sư Umbridge Cất lời nói một lần nữa uh, Good evening Mr. Porter Chào buổi tối cậu Porter Rồi foul Một thứ gì nó foul tức là nó tởm Nên Nó khiến mình kiểu cảm thấy ớn right. Kinh 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 khủng Đấy chưa? đến cái nỗi mà cấu trúc của nó là sâu so, cộng tính từ cộng vét cộng mệnh đề nói về mức độ ừ. còn transfixed tức là nó cứ thế nó cố định tại một điểm nó không thể nào thay đổi được đấy thậm chí các bạn kiểu cứ suy tư về một cái vấn đề gì đó ấy, cũng có thể dùng cái từ transfixed này chào buổi tối cậu Porter Harry started and looked around he had not noticed her at first because she was wearing a luridly flower set of robes that blended only too well with the tablecloth on the desk behind her. On the desk behind her. Harry giật mình và sau đó thì nhìn xung quanh. À, quay ra nhìn. Cậu ta đã không để ý đến bà ấy đầu tiên. Bởi vì bà ta đang mặc một cái bộ quần áo choàng mà nó được trang trí hoa huét rất là sặc sỡ. À, mà nó hòa lẫn vào nó hòa lẫn vào với lại cái khăn trải bàn trên cái bàn làm việc phía đằng sau bà ta từ start nó không phải là bắt đầu đâu nó là giật mình đấy. đấy văn cảnh này tức là nó giật mình rồi tiếp theo này flowered nó dùng ở dạng ed và khi mà nó bổ nghĩa cho quần áo ở phía đằng sau tức là quần áo được trang trí hoa hoét hoa hoè hoa sói còn lurid thì nói về một thứ gì mà nó kiểu như sặc sặc sỡ đấy, màu sắc của nó kiểu tươi chói mắt quá còn blend tức là trộn hòa lẫn pha trộn và đây cái bộ quần áo đấy nó pha trộn đúng không nó hòa lẫn only too well quá là hoàn hảo với lại cái table cloth một cái khăn trải bàn evening Harry said stiffly well sit down she said pointing toward a small table uh, draped in lace beside từ từ. draped in draped in draped in lace Beside which she had drawn up a straight backed chair. A straight backed chair. ờ chào buổi tối, Harry nói một cái giọng rất là khô cứng ờ, ngồi xuống đi, bà ta nói này chỉ về phía một cái bàn nhỏ được bọc hoặc là kiểu được trải khăn được trải xung quanh trong những cái dây tua rua mà bên cạnh cái bàn đấy bà ta đã dựng lên một cái ghế mà nó có lưng thẳng thì stiff tức là kiểu tay chân nó cứng nó không cử động được đấy chưa thì đây gọi là stiffly nói một cách rất là khô cứng uh, drip vừa giải thích rồi nó là cái dèm dây đô và dùng ở dạng động từ tức là nó được bao vây xung quanh nó được bọc xung quanh thôi lace dây nhá hoặc là kiểu như dây dọ diêm dúa các thứ right. beside tức là next to nói về vị trí này và đây là kiểu bên cạnh cái bàn đấy bà ta đã drawn up đã dựng lên đấy một cái ghế mà kiểu như nó nó không hề có chỗ để tựa có thể hiểu là như vậy cái back chính là cái lưng và straight back lưng thẳng lưng thẳng rồi tiếp theo a piece of blank uh, a piece of blank parchment lay on the table apparently waiting for him một cái mẫu giấy một cái tờ giấy da trống trơn đấy, được đặt trên mặt bàn đặt trên mặt bàn có vẻ là đang chờ cậu ấy blank tức là empty blank là empty không có thứ gì lay tức là đặt nằm thôi apparently là có vẻ seemingly là đang chờ cậu ấy này uh, set harry without moving professor umbridge uh, before we start i wanted to ask you a favor giáo sư uh, umbridge trước khi mà chúng ta bắt đầu em um, em đã muốn hỏi em đã muốn nhờ cô một việc này để còn without moving tức là kiểu nói nhưng mà không hề chuyển động đúng không không hề di chuyển ask somebody a favor à, đây là một cái ân huệ hoặc là một cái việc làm nhờ cái ai đó her bulging eyes narrowed oh yes uh, well I'm on the Gryffindor Quidditch team and I was supposed to be at the tryout for the new keeper at 5 o'clock on Friday and I was I was wondering whether I could skip detention that night and do it uh, Vâng, tôi nghe đây đúng không? Kiểu cô đang nghe đây. Cái đôi mắt, cái đôi mắt lồi của bà ấy. Nheo lại. Bulging nhá, tức là một thứ gì nó bulge tức là nó cộm lên hoặc là nó phồng lên. Và đây là mắt lồi này. Đấy. Narrow tức là nó nheo lại, nó hẹp lại. Uh, um, em là trong em là một thành viên trong đội tuyển chơi Quidditch của nhà Gryffindor. Và vốn dĩ thì em phải có mặt ở những cái buổi tập duyệt cho cái thủ môn mới tại 5 giờ chiều ngày thứ sáu và em em tự hỏi rằng là liệu em có thể bỏ qua cái buổi chép phạt vào cái buổi tối hôm đó và 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 làm lại nó vào một cái đêm khác được không? Nào on một cái team tức là trong cái đội tuyển đấy nó dùng từ on nhé on với team đó. rồi be supposed to do something tức là vai trò vốn dĩ mặc định nó phải như vậy vậy vào đây Now try out Đó là cái buổi tập duyệt Để mà kiểu như mình Tuyển chọn ai đấy uh, Skip một cái thứ gì Tức là bỏ qua thứ đấy đúng không Vậy thì ý của nó ấy, có thể là kiểu như bỏ qua Cái buổi giam cầm Hoặc là um, cấm túc Chép phạt vào cái hôm đấy Học sinh mà phải chịu detention Tức là phải kiểu như uh, Bị giam giữ ở lại ấy, Xong rồi chép phạt Còn instead tức là thay vào đó Là sẽ làm vào một cái đêm khác này Uh, he knew long before he reached the end of his sentence that it was no good Oh no said Umbridge smiling so widely that she looked as though she had just swallowed a particularly juicy fly Cậu ta biết từ rất lâu trước đó rằng từ từ, cậu ta biết từ rất lâu trước khi cậu ta đi đến được cái phần cuối câu nói của mình rằng nó không có hề có tác dụng gì yeah. reach the end of his sentence đó, tức là cái phần cuối câu Đấy, đi đến được cái phần cuối câu, kết thúc câu Rằng nó không có good Vậy thì tức là nó không có mục đích Nó không có tác dụng Ôi không, bà Umbridge bà ấy nói Mỉm cười nó rất là rộng à, Đến cái nỗi mà bà ta nhìn Như thể là bà ấy vừa mới nuốt Một cái con ruồi nó vô cùng là ngon lành Bởi vì mặt bà này giống con cóc Thế cho nên là kiểu bà ấy cười Thì y hệt như là vừa mới y, 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 y hệt như kiểu con cóc nó vừa mới ăn một cái con ruồi yeah. nào just as though nói về cái trạng thái như thể mm. particularly juicy fly một cái con con ruồi béo mọng đấy, một cái con ruồi kiểu như béo bở xong rồi là ăn nó ngon lành ấy thì đấy gọi là juicy nhớ nhá khi mà nó đi với đồ ăn ấy thì nó nó nói đồ ăn nó rất là ngon oh no 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 This is your punishment for spreading evil, uh, nasty, attention-seeking stories, Mr. Porter. And punishment certainly cannot be adjusted to suit the guilty, the guilty one's convenience. Ôi không, đây là cái sự trừng phạt cho cái việc lan tỏa những cái câu chuyện uh, ghê tởm, um, xấu xa và tìm kiếm sự chú ý từ người khác, cậu Porter và những cái những cái, cái cái hình phạt thì chắc chắn là không thể nào được điều chỉnh để mà nó phù hợp với lại cái lợi thế của người bị phạm tội. là chúng ta sẽ có từ này nhá, đấy là dịch cho nó thuận miệng thôi. Còn phân tích từng từ như này này. Attention seeking. Seek tức là tìm kiếm. Vậy thì đây ý của nó là một cái thứ gì nó đưa ra để mà tìm kiếm để mà thu hút sự chú ý từ người khác. Đó, và đây là các cái câu chuyện đúng không? Kể ra để cho người ta trầm trồ. Right. Rồi be adjusted, adjust, adjust tức là điều chỉnh. Không thể nào được điều chỉnh. Đúng. Rồi somebody's convenience tức là cái sự thuận lợi, cái sự thuận tiện cho một ai đó. Đúng không? Và đây là để, để để phù hợp này. Để suit cái sự thuận tiện của người ta. Đấy, tức là để đáp ứng đúng không? Cái yêu cầu, cái mong muốn, cái lợi thế của người khác. Đấy nhá, suit somebody's convenience. Còn vì sao nó dùng từ one? Khi mà các bạn muốn nói kiểu như người ta, người nói chung á thì dùng từ one. dùng từ one. Còn guilty tức là có lỗi rồi. No, you will, You will come here at 5 o'clock tomorrow and the next day and on Friday too. And you will be, and you will do your detentions as planned. I think it rather a good thing that you are missing something you really want to do. It ought to reinforce the lesson I'm trying to teach you không không, em sẽ phải tới đây vào 5 giờ ngày mai và ngày sau đó nữa và cả thứ sáu. Và em sẽ phải thực hiện những cái lệnh giam giữ, cái lệnh cấm túc của mình theo như đã lên kế hoạch. Do your uh, detentions as planned. Đó tức là đã theo như đã được lên kế hoạch. À. Bởi vì plan nó dùng ở dạng động từ xong rồi có bị động ở đây này, đã được lên kế hoạch. Cô nghĩ chính ra nó lại là một cái điều tốt rằng em bỏ lỡ cái thứ gì mà em thực sự muốn làm. Nó sẽ củng cố cái bài học mà cô đang cố gắng dạy em. Nào, thì rather nó có thể nói đến kiểu mức độ là khá là một thứ gì đó này, hoặc là nó nhấn mạnh để chính ra, nhé, chính ra hoặc là khá là uh, it ought to tức là it should nó bằng từ should thôi. Nên nha yeah, nó nó tức không không tức là nói đến kiểu như là cái việc này nó dẫn đến một cái hệ quả đúng không là nó sẽ à, reinforce tức là nó sẽ củng cố nó sẽ củng cố một thứ gì đó reinforce từ đấy nha rồi bởi vì từ force đó là lực này mà enforce đó là tạo ra lực và đây kiểu như tái tạo cái lực đấy đúng không cho nó kiểu vững hơn the lesson I am trying to teach you cái bài học mà cô đang cố gắng dạy em. À. Harry felt the blood surge to his head and heard a thumping noise in his ears. So he told evil nasty attention-seeking stories Did he. À. Harry cảm thấy tăng sông ở trên cái đầu của mình. Từ từ cảm thấy kiểu như là nó blood surge. Tức là kiểu một cái um, một cái khoảnh khắc mà tự nhiên kiểu như máu nó dồn lên não. Một cách nó đột ngột Đó, có thể hiểu như thế, gọi là tăng sông nhé. <laughs> Tăng sông nhé đấy, Trên đầu này Và nghe thấy một cái âm thanh thùm thụp uh, Trong tai của mình Đấy, bởi vì xăm xăm tức là đấm một ai đó, hoặc là kiểu như dí người ta Đấy, thì gọi là xăm Và đây kiểu cái âm thanh thùm thụp nhá Trong tai của mình À, vậy hóa ra là cậu ta đang nói những cái câu chuyện Cậu ta đang kể những cái câu chuyện Xấu xa, kinh tởm Và được nói ra để mà thu hút sự chú ý của người khác có phải không nào à, she was watching him with her head slightly to one side still smiling widely as though she knew exactly what he was thinking and was waiting to see whether he would start shouting again bà ta đang nhìn cậu ấy với cái đầu nó hơi ngả về một phía vẫn đang mỉm cười rất là rộng cái khuôn miệng của mình như thể là bà ta biết chính xác cậu ta đang nghĩ gì và đang chờ để mà xem xem liệu rằng cậu ta sẽ có bắt đầu la hét một lần nữa hay không? Rồi, slightly mức độ của nó là một tí thôi To one side Ngả về một bên Đó, nó hướng về một bên, một, một side thôi Whether or not Tức là liệu có hay không Để, Liệu rằng cậu ta có bắt đầu shouting Có bắt đầu kiểu la hét Để, Một lần nữa hay không With a massive effort Harry looked away from her uh, Dropped his school bag beside the straight back chair And sat down với một cái nỗ lực phi thường rất là lớn, Harry quay rời mắt khỏi bà ta, uh, thả cái cặp đi học của cậu ấy xuống bên cạnh cái ghế thẳng lưng này, cái ghế kiểu như là không có chỗ tựa lưng, đúng không? Mà nó chỉ có một cái phản gỗ thẳng thôi. Và sau đó thì cậu ta ngồi xuống. Rồi nhé, massive tức là một thứ gì đó mass, đúng không? Nó có khối và đây là kiểu như khối lượng lớn, Đấy, hoặc là một thứ gì đó diện tích lớn, bề mặt lớn, ừ. lớn lao rồi bì sai thì bằng từ next to rồi ngay bên cạnh cái ghế này thì chúng ta nên hiểu ấy tức là nó chỉ có một mặt xong rồi là không hề có cái đệm để mà chúng ta tựa lưng đâu hiểu nhá there set I'm rich sweetly sweetly we we're, we're getting better at controlling our temper already aren't we now you're going to be doing some lines for me Mr. Porter, no no no, not with your quill. Rồi như vậy đấy, bà ấy nói một cách rất là ngọt ngào. Chúng ta đang trở nên tốt hơn trong cái việc kiểm soát thái độ của chúng ta rồi, có đúng không? Control cái temper, tức là cái sự giận dữ hoặc là cái thái độ tiêu cực. Nào, bây giờ thì em sẽ cần phải, uh, em sẽ phải chép phạt em sẽ phải chép phạt uh, để mà kiểu đáp ứng cái lời cái gì nhỉ cái, cái cái sự trừng phạt của tôi đúng không for me nha cái từ do some lines tức là viết một vài dòng đấy cho tôi cậu Porter, không 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 viết với lại cái bút lông đâu she added as she bent down as harry bent down to open his bag you're going to be using a rather special one of mine here you are rồi bà ta nói thêm này khi mà harry cúi người xuống để mà mở cặp ra bend Tức là kiểu bẻ cong nha. Và trong tư thế thì tức là không người. Cậu sẽ phải sử dụng một cái bút mà nó khá là đặc biệt của tôi. Đây, bút đây. Kiểu here you are, tức là đây này, đây này. Of mine nhá tức là của tôi. Thế thì của anh ấy, của cô ấy nó sẽ là of hers. Và of his. Of hers. Đấy. Và đây kiểu of his. Đấy, chứ không phải là of him đâu hay là of her đâu nó phải có sở hữu ở đấy. Uh, she handed him a long, thin black quill with an unusually sharp point. Bà ấy đưa qua tay cho cậu ta một cái bút lông um, màu đen này khá là mỏng và nó dài với một cái đầu mà nó nhọn bất thường. đó chúng ta sẽ có cái point ở đây là cái đầu nha cái tip của nó rồi unusually tức là nó không hoàn toàn bình thường như thế đúng không? và đây cái đầu này nó rất là sharp nhọn này. I want you to write, I must not tell lies. She told him softly. How many times? Harry asked with a with a credible uh, imitation of politeness. Cô muốn em phải viết cái dòng chữ đó là tôi sẽ không nói dối, tôi không được nói dối. Đấy, bà ta nói với cậu ấy rất là nhẹ nhàng. Uh, bao nhiêu lần Harry nói này với một cái sự bắt chước phi thường đầy tin cậy thể hiện sự lịch sự uh, chúng ta sẽ có imitation đúng không sự bắt chước imitate một ai đó thì đấy là bắt chước nha và credible có thể đáng tin đấy bởi vì credit tức là cái cái gì nhỉ cái cái, cái tín dụng đúng không nhưng mà đây chúng ta sẽ có là credible credible -credi thì gì nhỉ credible credible Creditable Rồi Creditable tức là kiểu như có thể Kiểu tin người ta đúng không Có thể kiểu như trao cái sự tiến dụng cho người ta Thì đấy nhá, Một cái sự bắt trước có thể tin tưởng được Thể hiện sự lịch sự Oh As long as it takes for the message to sink in Set a bridge sweetly Off you go Oh uh, set chép dài đến khi mà nó cần thiết để mà cho cái thông điệp đấy có thể ngấm vào người cậu đấy để có thể kiểu như nó ngấm vào cậu. Umbridge nói rất là ngọt ngào. Được rồi, bắt đầu đi. cái as long as, uh, as, long as này này thì bây giờ nó không phải là cái cấu trúc miễn là mà nó nói đến kiểu như dài đến cái mức đó dài đến cái mức. bởi vì đấy là cái cấu trúc so sánh nhé as long as dài đến cái mức mà nó cần nó takes đúng không cái thời gian này dài đến mức mà nó cần cho cái thông điệp đấy sink in à, sink có nghĩa là chìm xuống và đây coi là nó có thể ngấm vào nhá nó có thể kiểu như đọng lại ở trong đầu chúng ta tư tưởng của chúng ta off you go she moved over to her desk sat down and bent over a stack of parchment that looked like essays for marking bà ta di chuyển về phía cái bàn làm việc của bà ấy ngồi xuống và khom người qua một cái chồng những cái tấm giấy da mà nhìn như vẻ là những cái bài luận để mà chấm điểm. cái thứ stack, đó, cái thứ nó xếp chồng lên nhau. Rồi, uh, look like essays, những cái bài luận để dành cho cái việc marking. Mark một thứ gì đó tức là chấm điểm từ đấy đó. Harry raised uh, Harry raised the short black quill and then realized what was missing. Harry nhấp nhấp cái bút lông màu đen có cái ngòi nhọn lên và sau đó thì nhận ra cái thứ đang không có cái thứ kiểu như đang 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 vắng mặt ở đấy uh, what was missing you haven't given me uh, you haven't given me any ink he said oh you won't need ink cô chưa hề đưa cho em bất cứ một cái lọ mực nào cả Là Harry nói oh em sẽ không cần mực đâu Professor Umbridge said with the merest suggestion of a laugh in her voice bài nói với một cái một cái tín hiệu uh, mơ hồ nhất về một cái nụ cười trong giọng nói của bà ấy No, nào mirrors Mere, tức là những thứ gì nó mang tính chất kiểu đơn giản đơn thuần đúng không suggestion tức là một cái ngụ ý hay hoặc là một cái gợi ý vậy thì đây tức là thế nào rồi nhỉ à có thể hiểu rồi tức là ấy một cái tín hiệu mà nó vô cùng nhỏ nhưng mà đủ để mà người ta nhận ra nhà có thể hiểu là như thế một cái sự ngụ ý một cái tín hiệu nhỏ lắm nhưng mà đủ để mà người ta nhận ra đó là một cái nụ cười trong giọng nói của bà thấy tức là vẻ mặt thì không có vẻ cười đâu nhưng mà theo cái nhận thức của người khác thì tức là bà này đang cười Harry placed the point of the quill on the paper and wrote I must not tell lies Harry đặt cái ngòi bút của cái bút lông đó trên tờ giấy Và sau đó thì viết à, I must not tell lies Rồi, Tôi sẽ không nói dối Tôi không được nói dối Từ place ở đây có nghĩa là kiểu đặt một thứ gì nhá à, Danh từ thì nó là nơi trốn Ở dạng động từ tức là đặt tại cái nơi đấy à, Ok ừ. Thường thì mình sẽ live đến tầm khoảng 12 giờ ấy. Thì um, Từ thứ hai cho đến thứ bảy đúng không Các bạn nếu mà muốn theo dõi cái series này Nó còn khá là dài thì có thể tune in vào cái thứ tuần sau nhé từ thứ hai cho đến thứ bảy chủ nhật mình sẽ off đấy từ từ thì xem là 266 à xem là cái trang này nó có thú vị không để đọc nốt nhé nốt đoạn này nhá đấy, nốt đoạn này thôi gọi là kiểu khuyến mãi <laughs> he let out a gas uh, a gas of pain a gas of a gas pen pain The words had appeared on the parchment in what appeared to be shining red ink cậu ta thốt là cậu ta cậu ta thốt lên uh, một cái từ từ cậu ta thốt ra một cái sự hồn hển thể hiện sự đau đớn từ 10 rưỡi cho đến 12 12 giờ có thể 12 giờ 15 20 gì đấy cái gas này này nó là khi mà mình há mồm xong rồi là mình hớp hơi vào right. thì nó gọi là gas và khi mà kiểu mình sặc nước ấy, nó cũng có thể là kiểu là dùng cái từ này đó là gas for breath kiểu mình mình đang bị khó thở đúng không mình phải để thở ấy. thì đấy gọi là gas for breath thường kiểu sặc nước xong rồi là nó hơi bị tức ngực ấy. let out tức là thốt ra nhé những cái dòng chữ nó đã xuất hiện trên tờ giấy ra trong một cái thứ nó có vẻ như là cái màu mực đỏ ánh lên đó đang ánh lên đang gọi là phát sáng lên rồi shining một thứ gì nó shine tức là nó đang lóe sáng nó đang ánh lên Uh, at the same time, the words had appeared on the back of Harry's right hand, cut into, his si cut into his skin, as though traced there by a scalpel. Cùng lúc đó, thì cái dòng chữ nó cũng xuất hiện trên phía đằng sau tay của Harry, cái mu bàn tay của Harry, nó nó rạch sâu vào cái làn da của cậu ấy như thể là được um, được rạch bởi một cái dao mổ. Ok, chúng ta sẽ có cái từ đó là cut ở đây tức là nó dùng theo cái quá khứ phân từ ấy, được cut nhá, được rạch, được kiểu như là găm vào trên da của cậu ấy này. Từ trace tức là một cái dấu vết nhưng mà khi mà chúng ta lần theo đúng không? Chúng ta luồn ruồn theo một cái đường thẳng nào đó thì tức là mình trace along cái đường thẳng đấy. Nhá, vậy thì trong cái văn cảnh trace như thế này tức là kiểu nó nó tạo nên cái vết hằn đấy Đấy, còn scalpel tức là dao mổ rồi yet even as he started uh, he stared at the shining cut the skin healed over again leaving the place where it had been slightly redder than before but quite smooth nhưng mà thế nhưng mà ấy thế kể cả khi mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cái vết rạch mà nó sáng màu máu sáng cái màu đỏ thì làn da của cậu ấy cứ thế chữa lành một lần nữa nó tự chữa lành một lần nữa tức là thế nào nhỉ healed over again over again tức là kiểu lặp lại ấy. và đây là kiểu nó heal nó từ nó 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 tự lành À hiểu rồi tức là kiểu nó nó viết xong rồi là nó xuất hiện cái đường rạch nhưng mà tiếp tục cái đường rạch đấy nó tự được uh, được gọi là được, được 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 khâu lại đúng không đấy rồi, cái thứ A ở đây tức là kiểu khi mà cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm vào cái vết rạch nhá, thì cái làn da nó lại tự hiểu Để lại cái nơi đó. Không không, leaving the place where that been redder. Nó để lại cái nơi đó này mà trước đó nó đỏ lên một chút, nó đỏ hơn một chút uh, so với lại cái thời điểm lúc trước khi mà Harry viết, nhưng mà bây giờ thì nó lại khá là mịn. Đó, cái làn da nó khá là mịn. Uh, rồi. Thì đến cái lúc này mình hơi kiểu khó để mà tìm ra tiếng Việt mà dịch cho các bạn á, à, có thể hiểu nhá, hình dung văn cảnh giúp mình. Nó viết, nó tạo ra những cái đường rạch, cái đường rạch đấy tự lành và sau đó nó để lại một cái vết đỏ. Đã. Và cái làn da thì nó vẫn smooth, đúng không? Nó vẫn kiểu mịn. À. <laughs> Harry looked around at, at Umbridge. She was watching him, uh, her wide, toe-lined mouth stressed in a smile. Harry quay ra nhìn xung quanh về phía của Umbridge. Bà ta đang nhìn chằm chằm cậu ấy Đây, Đang gọi là quan sát cậu ta Cái miệng mà giống như miệng cóc Và rất là rộng của bà ấy Thì nó căng ra trong một cái nụ cười à, Stretch giãn ra, vươn ra à, Cái này nó còn có nghĩa là một sự phóng đại Mình hơi nói quá cái điều đấy đúng không It's quite a stretch yeah, It's quite a stretch uh, Sorry, it's quite a stretch Tức là một cái thứ mà nó là sự phóng đại à, Nói quá Còn Thấu đó là cái con cóc ghẻ và đây coi như là kiểu giống cóc tính từ ghép. Thôi, đọc đến đây thôi nhá. Đấy thì rồi thứ hai tuần sau các bạn có thể quay lại nhé Và bây giờ thì mình sẽ có một cái format mới, tức là mình sẽ cố gắng kiểu đọc một hai phần báo đó, nhất định trước khi mà livestream nó bắt đầu. Sau đó thì mình sẽ mới đọc Harry Potter. Đọc báo ban đầu <laughs> cho nó kiểu như có có nhiều bạn quan tâm một chút đúng không? Thường là các bạn ấy không có thức muộn ấy, thế cho nên là đọc Harry thì nó sẽ hơi bị lâu. À, vì vậy cho nên đọc báo ban đầu nhé. Từ 10 rưỡi mình sẽ online này và sau đó mình livestream đọc báo trước tầm khoảng 20 30 phút. Đấy, sau đó thì chuyển sang Harry Potter. Nha. Ok, và từ thứ hai chuyển đến thứ bảy từ 12 10 10 30 cho đến tầm khoảng 12 giờ 20 gì đấy rồi và các bạn có thể lên cái phở bò, ấy, theo dõi cái trang của mình có rất là nhiều tư liệu hay nhá rồi là các cái tips, các cái phương pháp để mà học IELTS, có nhu cầu tham khảo hóa học thì cũng có thể liên hệ qua đây. rồi tiếp theo đó là xem lại livestream thì lên đây, thế thôi. nhưng mà đọc báo thì ban đầu nó phải là dành cho những bạn nào mà thực sự êm cái điểm IELTS cao cơ chứ còn đọc báo thì nó hơi khó đấy cái báo mà mình đọc ấy đấy thì mọi người thấy đấy kiểu như là nó có một cái câu ấy nó là gì nhỉ uh, you get what you pay for đúng không tiền nào của đấy thôi đấy, đây là cái báo mà nó mất mất phí Thế cho nên đọc cảm giác nó cũng như kiểu là một cái bài đọc IELTS nhưng mà nó uh, nó, nó 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 dễ tiếp cận hơn nữa uhm chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé hẹn gặp lại vào tuần sau bye bye